Trải nghiệm nơi hội tụ tinh hoa thiết kế cực sang trọng tại Mövenpick Resort Cam Ranh. Mövenpick Cam Ranh được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng, nằm ngay trên bờ biển Cam Ranh xinh đẹp và chút hoang sơ mộc mạc. Mövenpick Cam Ranh Resort cung cấp hệ thống phòng nghỉ dưỡng sang trọng bao gồm 500 phòng có mặt tiền hướng ra biển. Trong đó, khu khách sạn là 250 phòng hiện đại và trang nhã. Khu villa có 118 căn rộng rãi và 132 căn hộ nghỉ dưỡng, nằm trong khu Condotel cực kỳ xa hoa, được thiết kế riêng biệt. Khu khách sạn chia thành 4 hạng phòng cơ bản. Đầu tiên là phòng Superior Sea View Room, sở hữu diện tích 48m², bố trí một giường đôi hoặc hai giường đơn, phòng phù hợp với 3 người lớn hoặc gia đình nhỏ. Tiếp đến là hạng phòng Junior Suite Sea View One Bedroom, có diện tích lên đến 65m² với một giường đôi lớn. Hạng phòng này cung cấp đủ mọi trang thiết bị cơ sở vật chất, đặc biệt là tầm nhìn hướng biển rất thích hợp để bạn có những phút giây thư giãn và bình yên nhất. Hạng phòng tại Mövenpick Cam Ranh được nhiều du khách yêu thích là Deluxe Sea View Room với phong cách trang trí hiện đại, các phòng rộng rãi 95m², phòng Deluxe Sea View Room hướng biển trực diện mang đến một không gian tuyệt đẹp để thư giãn. Nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà khách sạn, phòng suite tổng thống hướng biển được coi là viên ngọc quý của khu nghỉ dưỡng, trải rộng trên diện tích 200m², du khách còn được hưởng lợi từ ban công góc nhìn ra toàn cảnh bờ biển tuyệt đẹp của Việt Nam. Khu villa của Mövenpick Cam Ranh cũng được phân thành đa dạng hạng phòng khác nhau. Hạng đầu tiên là Beach Front Pool Villa One Bedroom với diện tích 220m², phù hợp cho 3 người lớn hoặc 2 người lớn 2 trẻ em. Một hạng phòng tại khu villa được nhiều du khách lựa chọn đặt phòng là Sea View Pool Villa One Bedroom, tổng diện tích 220m², gồm một giường đôi lớn với view phòng ngủ hướng thẳng ra đại dương. Beach Front Pool Villa 2 Bedroom tại khu villa resort có diện tích 270m², có thể chứa được 5 người lớn. Đây là hạng biệt thự cực thích hợp cho đại gia đình, nhóm bạn bè dưới 5 người đang tìm kiếm một không gian chung cho kỳ nghỉ của mình. Nếu bạn vẫn đang phân vân tìm kiếm hạng phòng cho nhóm 5 người, thì Sea View Pool Villa 2 Bedroom cũng là lựa chọn khá lý tưởng. Diện tích villa 270m² hướng biển với đầy đủ phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Một hạng phòng villa có diện tích lớn lên đến 307m², đó là Beach Front Pool Villa 3 Bedrooms. Căn villa này có sức chứa 7 người lớn hoặc 6 người lớn và 3 trẻ em. Tại đây gồm 3 phòng ngủ, rất thích hợp cho nhóm du khách đông người. Hạng phòng mang thiết kế sang trọng, đẳng cấp với đủ mọi trang thiết bị cơ sở vật chất. Ở Mövenpick Cam Ranh còn sở hữu khu Dancotel hay được gọi là căn hộ nghỉ dưỡng. Đầu tiên là Studio Sea View Residence, diện tích 41m², mang đến một không gian nghỉ dưỡng rộng rãi, thoáng mát. Sea View Residence Interconnected Studio thuộc khối Condotel rộng 84m². Căn hộ hướng biển là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời với lựa chọn giường cỡ queen và giường sofa hoặc giường cỡ queen và hai giường đơn. Tất cả các studio đều được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ngoài cung cấp những hạng phòng với chất lượng cực đỉnh, Mövenpick Cam Ranh có hệ thống các nhà hàng và lối thiết kế khác nhau, phục vụ menu ẩm thực từ trong nước đến quốc tế. Nhà hàng Panorama nằm ở tầng trệt, gồm không gian trong nhà và ngoài trời, hướng nhìn ra hồ bơi và đại dương. Nằm ẩn mình bên bờ bãi dài là nhà hàng Tropicana với không gian ẩm thực đầy khoáng đạt, được mệnh danh là tụ điểm ăn uống bậc nhất Cam Ranh. Muốn có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất, thì du khách đừng quên ghé thăm nhà hàng Jubilee Beer. Nhà hàng này mang phong cách châu Âu, phục vụ các món đặc sản của vùng Bavaria và Thụy Sĩ. Nghỉ dưỡng ở Mövenpick Cam Ranh, bạn còn được trải nghiệm ở hệ thống các hồ bơi vô cực hướng biển. Tọa lạc trong khuôn viên của Mövenpick Cam Ranh là Serenity Spa. Du khách đến khu spa sẽ được hưởng rất nhiều tiện ích từ phòng xông hơi đá muối Himalaya, phòng xông hơi ướt trị liệu bằng tinh dầu, trải nghiệm tắm vòi sen kiểu Thụy Sĩ, hồ bơi tăng cường sinh lực. Mövenpick Cam Ranh còn cung cấp trung tâm thể thao với đầy đủ các thiết bị Life Fitness được nhập khẩu từ nước ngoài. Khu nghỉ dưỡng thiết kế phòng hội họp lớn với diện tích 714m², chia thành 2 phòng riêng. Nơi đây là không gian lý tưởng cho các hội nghị, triển lãm và tiệc lớn, có sức chứa lên tới 850 người. Dịch vụ tổ chức tiệc cưới lãng mạn cũng được du khách đánh giá cao tại Mövenpick Cam Ranh. Tiệc cưới được tổ chức bên bờ biển thơ mộng với khung cảnh hùng vĩ, hứa hẹn để lại cho bạn những ấn tượng khó quên trong ngày lễ trọng đại nhất. Trong một dịp nào đó, hãy cùng gia đình và bạn bè tới đây để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn đáng nhớ nhé! Đừng quên nhấn like, subscribe kênh YouTube của Tico Travel để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé!